chào mọi người đang xem kênh Về Quên TV nha. Hôm nay Tiên sẽ đãi vợ chồng ăn món trứng ghẹ, bào ngư, sò điệp, tôm tích và tôm ngâm tương nha mọi người. Nói chung là tất tần tật cái gì cũng ngâm tương hết. Ở bên Hàn Quốc này không có gì mà không ngâm tương, nhưng cá muống ngâm tương, măng ngâm tương, rồi nói chung là rau chân vịt ngâm tương, cá hồi ngâm tương. Rồi, mời đi tôi xe. Thank you. Mời ba ăn gì nha ba. Nói chi. Cảm ơn các bạn. Dạ. Đây là cái nước nè mọi người. Thì sẽ lấy cái nước này Tiên chan cơm cái đã. Ba Tiên ăn trứng ngâm tương trước. Khi rằng chan. Chan cái nước cơm như này. Bánh sụ. Cảm ơn các bạn. Ăn kim cà rốt chung chú xe. Nhờ ba đưa dùm miếng kim. Đó, đây là rong biển nha mọi người. Lá kim, bột rong biển. Ăn món ghẹ ngâm tương là phải có cái lá này trộn với cơm. Ăn tí cây không? Ừ, đó, trộn đều lên. Ôi, nó ngon làm sao. Bì bìn kim. Và nói lá kim trộn. Mắt kim. Lá kim trộn. Ăn thử miếng à. Tạm biệt.겠습니다. Ngon cực kỳ. Ngon. Ăn thử con ghẹ ngâm tương nha. Gạch không nè mọi người. Con nào cũng gạch chứ. Ăn bên đi. Cho bà. Wow. Gặp tràn bờ đê luôn mọi người ơi. Chị cần đi chúng ta. Vợ chồng ông chủ mà bán món ghẹ ngâm tương này nè mọi người. Có coi kênh YouTube của Tiên nữa. Hồi nãy lại mua cái ổng nói lâu lâu ông cũng vô coi nữa đó nha. Cười chết. Hai chồng dễ thương lắm. Quán bán đắt khách lắm mọi người. Có nhiều ca sĩ diễn viên tới ăn nữa. Bát sát. Nè. Kim cũng rất là ngon. À, ba Tiên nói trong biển ngon quá. Cái quán này á là có cái ông gì mà trong chương trình hài á, diễn viên hài á mọi người lại ăn nè. Rồi ông diễn viên nói chung là nhìn trên mấy cái game show là quen mặt lắm nhưng mà không nhớ tên. Là lại ăn chụp hình treo đầy trước cửa luôn mọi người. Với lại cái đài KBS á, người ta có lại phỏng vấn một lần nữa. Lại quay phim nữa. Mọi người thông cảm nha. Ăn ghẹ là phải nút chục chục gì nó mới hết sạch thịt được. Ngon lắm. Chân bột. Con ghẹ nó mập hơn tôi nữa trời. Chính là sao đi mà này rồi. Kè chà, kè cốt kè. Ok chan. Nó mập mà nó nhiều trứng nữa. Nó từ khứ nè. Chân bột. Cái này á. Bà thì nói bào ngư ngon lắm. Anh cháu cô. Từ khứ nè mà sao sao. Khứ nè. Ngọt ngọt mặn mặn, không có mặn lắm. Ngọt ngọt mặn mặn. Béo dữ lắm. Hột mâm này Tiên mua là bao nhiêu ta? Ba con ghẹ 1.200.000 Việt Nam đồng nha mọi người. Đắt cực kỳ lắm. Tại vì quá ngon mà nổi tiếng nữa. Ba con ghẹ 1.200.000. Bào ngư với tôm là ngâm tương là mỗi ký 600.000 Việt Nam đồng. Tổng cộng mâm này là bao nhiêu ta? 2.400.000 tiền Việt Nam nha. Bận ngày làm thôi đó. Có cái sao mà nè. Ở bên này đàn ông đi làm ngày. Ngày làm được 2.400.000 Việt Nam đồng là 120.000 won á. Ăn mâm ghẹ là hết mẹ ngày làm luôn rồi trời. Ngon quá, nhưng mà ngon. Đắt mà sắc cho miếng, tại vì biết sao không? Nói tiền Việt Nam để cho mọi người dễ phân biệt á.
có nhiều bạn vô hỏi làm bao nhiêu tiền Việt Nam, mình nói luôn tiền Việt Nam, là người Việt Nam mình dễ hiểu vậy thôi chứ không phải là khoe khoang gì nha mọi người. Ăn ghẻ này bị ghiền á, thiệt luôn á, ăn một lần rồi là ghiền á. Mốt có dịp sang Hàn mọi người ăn thử nha. Tiên hồi đó mới sang thấy mẹ Tiên làm á, nói trời sao con ghẻ còn sống nhăn mà mẹ ngâm 7321 gì rồi ăn với mẹ, tự nhiên cái nấu nước gia vị cái con ghẻ còn sống như cái bỏ vô rửa sạch sẽ cái bỏ vô ngâm bỏ tủ lạnh mấy ngày từng sau lo ra ăn kỳ trời. Nhưng mà sau đó hối hận khi mà ăn cái me đầu tiên ngon cực kỳ luôn, nó béo kinh khủng, nó ngon. Cái ngoe cạch không cho mày nè. Dạo này bên Việt Nam mình tình hình dịch bệnh có vẻ căng thẳng nhiều ha. Nhưng mà Tiến thấy người ta cũng về quê hì hì luôn mọi người, đông nghẹt luôn. Bệnh bệnh chứ người ta cũng về về à. Có một số người thì ý thức thì người ta lại, còn số người thì kiểu như người ta muốn về thăm quê á, người ta cũng bất chấp để người ta về, nhưng mà chịu cách ly hoặc là đeo đồ bảo hộ thì nói chung là cũng gian nan vất vả lắm, chị về về cũng mệt mỏi lắm á, thấy kẹt xe đồ á. Bào ngư nè, bào ngư là ăn luôn cái nội tạng. Mong là mọi người á về quê được bình an và hưởng một mùa xuân trọn vẹn bên gia đình, sau đó là bình an quay trở về làm việc không có bùng dịch. Chích một chín trăm xíu xoài à? Cái rắn được từ khứa nào con? Xeo xíu 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 à? Xeo dư. Xeo dư xíu xíu. Tôm tích nè ba. Xeo dư xíu. Tôm tích ngâm tương mọi người. Từ chi. Đặc xe. Không phải nói chứ ai nghĩ là món ngâm tương là hay thiệt á, ngon á. Hiểu gì mà xin nha. Con tôm quá ngon rồi mọi người, ba khen. Giống như là ba cái gì? Chính chắc mà chính. Bút chua, mắm tôm, mắm tép, rồi bên Việt Nam vậy đó. Mắm guốc rồi con mắm miền Tây rồi vậy đó. Anh nghĩ ra mà làm mấy cái món nó ngon dữ vậy. Sêu hế mừng mà xiềng. Trời cứ thế à. Có sữa. Anh em. Quên nữa. Nước wasabi ta cho mình nè mọi người. Wasabi chích cho tôi xiềng. Nước wasabi để mình muốn chấm gì mình chấm á. Nhưng mà thật sự thì không cần chấm đâu, ngon lắm. Con ghẹ nó mập. Giống như là cái nhà hàng này người ta tuyển mấy con ghẹ nào mà phải mập và phải có trứng nha. Rồi con, nói chung là con gì ngâm cũng phải lựa nó mập, có trứng hết trơn ta mới ngâm. Ăn người ta thấy con nào cũng ngập trứng chứ. Chứ mình đi mua ghẹ ngoài chợ là nhiều con nó ấm nhấm nhèo không có trứng. Yeah. Nó tụi mình ta hơn sao chứ tôi không biết. Bà Tiên nói ăn hai người chết người cũng hay. Ý là cái câu nói truyền thống bên Hàn Quốc á, khi mà chỉ món ăn nào ngon á mọi người. Không cho mày cho. Thấy con tôm này. Bữa nay Tiên đi lãnh ở đằng ủy ban ấp, ủy ban quận
được 12 triệu Việt Nam đồng. Nhà nước hỗ trợ người dân đón Tết. Tính trên đầu người, bất kể lớn hay nhỏ, mỗi người được 100 ngàn, mới đẻ cũng được 100 ngàn, già 80 tuổi cũng được 100 ngàn. Nhà Tiên 6 người, vợ chồng ba nè, vợ chồng Tiên, anh em thì ô hài vui nữa. 6 người là 600 ngàn Việt Nam đồng, rồi 12 triệu. Nhà chị mình chia 5 người, hai chồng bỏ với ba đứa con là 5 người, được 10 triệu. Là Tết này đủ tiền mua đồ Tết rồi mọi người, đủ tiền mua đồ cúng Tết rồi. Năm nay cúng nhỏ thôi chứ không có mua gì hoành tráng lớn chứ, tại vì không có ai về chứ. Mà từ đó giờ cũng có ai đâu về, nhà mình tự cúng tự ăn thôi mà. Năm nay corona nữa nên là giãn cách xã hội hết, không có ai về nhà ấy chứ. Tết thì cũng như không vậy đó, Tết cũng như ngày thường. Ba thôi được luôn luôn. Bữa nào mà biến ăn á, lười ăn là mua mấy con gà nhâm tương mấy như này về ăn, ngon cực kỳ. Bữa nay quán này thêm nhân viên nữa, được tới 2 bà nhân viên rồi mọi người. I love it. Sao chẳng thăng thịt bình giờ. Vậy để mình ăn thử ăn được không ạ? Trứng lòng đào ngâm tương nè mọi người. Ngon cực kỳ luôn á. Để chiều chiều nay về trộm cơm với mấy đứa nhỏ ăn còn hộp nữa. Chạy sư sư gì đó. Bà nói đúng là nghệ thuật. Nghệ thuật ăn uống. Trứng lòng đào nó dẻo á. Ăn đi. Có cây ăn đi xe. Trên kia ba ngon con ghẹ đi. Ngất ngay và ngất luôn mọi người ơi. Sáng đi massage mặt nằm hồi ngủ luôn. Đắp mặt nạ đó, cái người ta chườm ấm cho mình đó, ta chườm ấm trên bụng rồi chườm ấm trên lưng nữa. Cái đắp mặt nạ nằm im hồi ngủ luôn. Ngủ được cũng giấc hết sức khỏe. Sao cái mỡ sữa chạy 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 chạy. Bà đi nói ghẹ, ông nói con tôm á. Chứ cái nào có xíu không? Cái thịt nó dài. Nó thắt, ăn nó giật 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 thịt luôn á. Hải sản ngâm tương. Có con hào ngâm tương nữa. Mà say mang khét ta thấy không ngon bằng mấy con này. Hào ngâm tương Tiên ăn thấy không ngon bằng mấy con này, tại vì mấy con này ăn á ngâm tương vô là nó mềm, còn mấy con hào á là nó nhão nhão ra ăn không ngon bằng. Anh cứ được kìa, cái này này này. Bỏ vô chén này ba khỏi chồm. Đó, bỏ vô chén của ba đó. Chà chà.
주세요. 짜잔. 매우 ngậy luôn. Nhức nách thiệt. Ok. 이래 가지고 밥을 얘기했습니다. 뭐 cơm gì đó trộn mà. Hà vui nó, bây giờ nó mềm nổi lắm. Miễn mà ở nhà có ai la nó gì chút xíu cái là nó okay. nó đi xuống ông nội nó. Nó ở với ông nội nó. Ok, tắt chi bà. Cũng nghe chung đi ra. Dạ. Anh làm giọng như là ai ghét bỏ gì đó. Thôi, con xuống ông nội à, con đi xuống ông nội à. Làm gì đó. Tắt biết, nó mê ông nội này. Thực sự luôn ha, mọi người thấy không, nãy giờ ba con nào cũng cạch nè, thấy không? Người ta lựa con nào mập gạch người ta mới ngâm tương. Đúng là bởi vì quán sao mà nổi tiếng có khác. Đài truyền hình KBS tới vô quay phim luôn mà. Ngất ngay. Hình tân chứ. Ngắt ngay và ngắt luôn. Hồi mới sang Hàn nhìn cá sống, gỏi cá sống, gẹ ngâm tương ớn, không dám ăn. Ở một thời gian ăn hơn người Hàn nữa. Ăn mặn nha. Con nào cũng vừa thịt chứ. Bữa nay Tiên nói chuyện không có bị dắp nè mọi người. Nói chuyện từ từ là nó không có bị dập đĩa. Mới nói. Bao nhiêu là thịt. Trời ơi, bao nhiêu là thịt luôn á. Mình phải ăn trước coi. Nói tôi xem, ăn tôi xem mà. Anh nhớ. Nó mất luôn vậy. Bà hỏi cho con nữa con ha. Yeah. Thì nó ba ăn, ba để đây nè ba. Ba nói không, ba để ba ăn. Ý là con ăn thì ba ăn đó. Đến nhường cho con dâu nữa ăn cua. Còn cái màu ngưng nữa. Wow, găng chắc dữ. Ông biết ít bao nhiêu này không? Rắc rắc.
Gần của ba chắc dữ ba. Cho miếng wasabi vô. Sorry gần này vậy. Hành xanh chứ. Mình ăn nhiệt tình luôn, ngon quá mọi người ơi. Hai sư con làm hết dân dễ dàng ăn tương luôn. Cách ba con kẹo thêm trứng này kia nữa. Ăn từ từ đi ba. Hôm nay chị ăn tới đây thôi nha mọi người. Đăng ký nhấn chuông và comment ủng hộ cho kênh Nhiều Anh TV và trang Face Phạm Thị Kiều Tiên nữa nha. Chị ăn thì không dám cạp cái này luôn á, cứng quá trời thì không dám cạp, đi sợ rụng ra. Hồi ba tiên là chơi sạch sẽ luôn. Bà mới bây giờ mày sẽ sợ gì? Ăn hết mới ngon, cái đó mới ngon đó, ba tiên nói vậy. Răng thì yếu lắm, mong manh dễ vỡ lắm, sợ cạp nó gãy răng. Nghe cạp mà thốn dùm luôn á. Tạm biệt mọi người. Còn hai cái me cũng không bỏ được. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.